Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cây mai của mình mới mua nhé. Hôm nay là ngày 23, chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là Tết 2021. Trong một năm nay thì có nhiều biến động, mà biến động lớn nhất là Covid-19. Không biết như thế nào chứ mình cảm thấy Tết năm nay á, cái chợ hoa thì có vẻ như là không có nhộn nhịp như là các năm ngoái. Có lẽ do ảnh hưởng của Covid. Và cây mai mà các bạn đang xem á, là mình mua cách đây nửa tháng. Mua ở một cửa hàng ở Bến Tre. Vô tình thì mình xem YouTube, thấy họ đăng bán, nên mình quyết định mua về để chăm sóc chờ dịp Tết mình chơi. Tết thì chưa tới mà chưa gì nó đã nở gần hết các bạn ơi. Thì cũng nhân dịp mà mùa xuân 2021 này, mình cũng xin chúc cho tất cả mọi người đón một mùa xuân vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Và quan trọng hơn là dịch Covid mau đi xa, để mà mọi người an tâm hơn. Cái gốc rất là đẹp. Mình mua được 2 chậu với giá là 150 một chậu. 2 chậu là 300, tiền ship 50. Nhìn rất đẹp các bạn ha. Rất là nhiều cánh luôn. Nụ cũng còn nhiều. Bây giờ mình cho các bạn xem nè. Họ uốn cong tạo thế rất là đẹp. Mình không biết đây là cái giống mai gì mà nó rất là nhiều cánh luôn. Mình đếm thì có cái nó khoảng tầm hơn 12 cánh. Bữa giờ thì nó cũng đã nở được chắc cũng khoảng hơn gần 20 nụ. Nhưng mà chắc không sao, vì còn rất là nhiều nụ. Thì chắc mình nghĩ là từ đây đến Tết này chắc còn kịp. Cũng còn chơi được 1-2 ngày Tết. Đó, thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn hai cái cây mai mà mình mới mua để mà trưng cái ngày Tết này.